Kính thưa quý vị, ngành truyền thông mà lại nhất là ngành truyền thông ở tại Hoa Kỳ này là một ngành rất là khó khăn và có nhiều cạnh tranh. Thế mà một thiếu nữ Việt Nam còn rất trẻ đã vượt qua tất cả mọi khó khăn để thành công trong ngành này. Một trong những người thành công nhất đó là cô nữ sứ ngôn viên Lina Nguyễn của đài KKL và KCBS. Xin mời quý vị đón chào cô Lina Nguyễn. Tại Hoa Kỳ, truyền thông là một ngành có rất nhiều cạnh tranh. Tuy nhiên, có một thiếu nữ Việt Nam đã vượt qua mọi khó khăn và trở thành một trong những người thành công nhất trong ngành này. Đó là cô Lina Nguyễn. Cô hiện là một sứ ngôn viên tin tức và thông tín viên cho hai đài truyền hình cùng một lúc, là một điều chưa hề có từ trước đến nay. Cô Lina Nguyễn cùng làm việc cho đài KCBS và KKL TV tại Los Angeles, một thị trường lớn thứ nhì của ngành truyền thông trên toàn nước Mỹ. Cô là người Mỹ gốc Việt đầu tiên được cử làm sứ ngôn viên tin tức cho một đài truyền hình lớn tại Hoa Kỳ và đã từng được đóng vai này trong một số chương trình truyền hình hay phim như trong phim Austin Power 3 Gold Member. Ngoài những công việc kể trên, cô còn hoạt động rất nhiều trong các sinh hoạt cộng đồng người Việt và đứng đầu một tổ chức vô vị lợi có tên là Tình Thương Vượt Qua Đại Dương, giúp đỡ những trẻ em và các gia đình nghèo tại Việt Nam. Chiến dịch đầu tiên của tổ chức này là phân phát gạo và thuốc men cho người nghèo ở trong nước. Cô cũng từng giúp cho các trường học và các cô nhi viện ở Việt Nam, cũng như đã từng giúp xây cất một ngôi trường mới ở tỉnh Quảng Trị. Tại Hoa Kỳ, cô cũng hay giúp đỡ những trẻ em tật nguyền và tham dự chương trình gây quỹ hàng năm trong dịp lễ lao động của nghệ sĩ Jerry Lewis, cũng như Thế vận hội dành cho những người khuyết tật tại miền Nam California. Cô đã đến Hoa Kỳ cùng với gia đình vào năm 1975 khi cô mới có 4 tuổi. Nay cô vẫn viết, đọc và nói giỏi tiếng Việt và được cả cộng đồng thương mến. Cô Lina Nguyễn. Thank you so much. You know, no matter how successful you become in the mainstream American market, there's something very special about gaining the respect and admiration of your own community, the Vietnamese community, because you are my family, and I thank you so much for your love and support. So please celebrate my accomplishments, because my success is your success. But I ask one thing, thank you. I ask only one thing, and that is, if I should ever fall, I would hope that you, my family, would be there to help me back up. I am right here. Thank you. Thank you. Lina này, chắc chắn là Lina thì nói tiếng Anh giỏi lắm rồi, nhưng mà chị biết là Lina nói tiếng Việt rất giỏi. Vậy thì bây giờ chị nhờ Lina giới thiệu hộ chị người khách tới này. Đây, đọc bằng tiếng Việt cho quý vị nghe, phải không ạ? Lina nói tiếng Việt được, và đó là cũng vì cha mẹ qua Mỹ hồi chưa đầy 5 tuổi. Lina sinh ở Đông Hà, người Quảng Trị. Như vậy ở nhà thì nói tiếng, nói giống trung với ba má. Nhưng mà nhiều khi ra ngoài thì nói khó hiểu quá đi. Nên Lina pha tiếng Nam cũng không ra tiếng Nam, tiếng Bắc cũng không ra tiếng Bắc. Nó hơi chê chê. Dạ vâng, miễn là tiếng Việt Nam là được. Đúng, đúng như vậy. Lina xin một câu cuối cùng để khuyên mấy em đó. Lina không có khuyên là phải học giỏi hoặc là vâng lời cha mẹ, cái đó là cái bắt buộc, cái đó là cái dĩ nhiên rồi. Of course you're gonna do that. Lina khuyên mấy em là đừng có quên tiếng Việt. Lina nghĩ nếu mà mình người Việt mà không có nói được hoặc là không có hiểu được tiếng Việt là một điều
rất là uổng, phải không quý vị? Rất là đáng buồn. So, don't worry about English, learn your